Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Phạm Hương đón tuổi mới đúng chuẩn phu nhân hào môn, chồng và con trai còn tặng quà đặc biệt. Hình ảnh trong tiệc sinh nhật mừng tuổi mới của Phạm Hương khiến dân tình phải ngược một. Và giờ trước trên trang cá nhân của mình, Phạm Hương đã khoe lọt ảnh trong tiệc sinh nhật tuổi 31 của mình, không phải tổ chức ở nhà hay trên du thuyền. Lần đây nàng hậu được ông xã tổ chức cho buổi tiệc mừng tuổi mới trên một căn hàng sang, trên siêu xe để phi vu khắp nơi, vừa có thể ngắm cảnh đẹp lại vừa tận hưởng được không khí rộn ràng của ngày cuối tuần. Phạm Hương diện chiếc đầm trắng xếp ly với phần vai trễ, khéo khoe bờ vai thon, mái tóc xõa nhẹ uống bồng bên nữ tính, tôn hết nét ví phái của nàng hậu. Cô thả dáng nhẹ trên chiếc ghế nhung trên bàn tiệc, được chuẩn bị sẵn, xăm banh và thức ăn thượng hạng. Đối diện cô là ông xã doanh nhân, dù Hoa hậu Hoàng Vũ Việt Nam 2015 vẫn quyết giấu mặt trong, nhưng qua góc ảnh có thể thấy anh ăn diện bảnh bao, thoải mái cùng vào tận hưởng ngày đặc biệt. Phạm Hương khoe nhan sắc và thần thái đúng chuẩn phu nhân hào môn. Ông xã doanh nhân tháp tùng nàng hậu trong chuyến đi sinh nhật. Con trai tự làm quà sinh nhật ở trường để tặng nàng hậu. Bên cạnh sự cưng chiều của chồng, Phạm Hương khoe quý tử đầu lòng là bé Maximus tinh tế chuẩn bị quà cho mẹ. Đó là chuỗi vòng hạt đủ sắc do cô giáo dạy nhóc tì làm. Món quà giản dị cũng đủ khiến nàng hậu cảm động. Cô viết, món quà sinh nhật mẹ của anh Matt, cô giáo dạy anh tự làm vòng tay ở trường học anh háo hức khoe với mẹ và tặng mẹ chỉ bấy nhiêu thôi thì sinh nhật năm nay đã đủ hạnh phúc và viên mãn với nàng hậu rồi đăng đàn đạo lý phương oanh liên tục được netizen khuyên nên im lặng nhưng vẫn mộc mực tuyên bố thích nói nhiều như vậy Thời gian qua, Phương Oanh là một cái tên hầu như được phủ sóng khắp các trên truyền thông bởi câu chuyện ồn ào tình cảm của mình và sắc bình. Im án được vài ngày thì Phương Oanh tái xuất mạng xã hội. Từ khi đó đến nay là Phương Oanh hoạt động trang Facebook của mình rất xuyên suốt. Đặc biệt cô không chỉ đăng tải, cập nhật hình ảnh bình thường mà còn đính kèm những câu nói đầy triết lý. Mới đây nhất, Phương Oanh lại tiếp tục có thêm một câu đạo lý được chia sẻ trên mạng xã hội. Cuộc đời này không phải lúc nào cũng như ý muốn của mình, nhưng sống ra sao là do em lựa chọn. Bên dưới bình luận đã có nhiều ý kiến trái chiều, không đồng tình với việc Phương Oanh đằng đàng như vậy. Bởi nhiều người cho rằng, ông ao vẫn chưa qua lâu và cô nên im lặng là cách tốt nhất. Tuy nhiên, Phương Oanh vẫn cứng cỏi cho biết cô thích nói nhiều. Bởi nếu người khác cho rằng im lặng là vàng, thì nữ diễn viên không im lặng lại là kim cương. Oanh đang chiều mọi người thôi mà, sau khi tôi bớt lại bắt tôi im lặng vậy. Vậy follow tôi làm chi vậy mấy bác, mà khổ nổi cái tính lại hay thích nói nhiều. Im lặng vàng, nhưng không im lặng lại là kim cương cơ. Tôi tự thấy thế, cô cũng không e ngại đáp trả với netizen. Khán giả khuyên Phương Oanh đừng nên đăng đàn triết lý. Minh Hằng xuất hiện với dung mạo, mà dụi mắt vài lần mới nhận ra chính chủ thừa nhận điều ô dề này của bản thân. Ít giờ trước Minh Hằng đã đăng tải đoạn clip cực sexy trên story của trang Facebook cá nhân, nữ diễn viên đang thư giãn tắm bồn với nhan sắc rất hút hồn, thế nhưng dân tình phải đứng hình vài giây vì dung mạo quá lạ lẫm của cô nàng. Gương mặt Minh Hằng dài hơn, sống mũi cao hơn trước, lông mi dài ơi là dài, khuôn miệng cũng như của ai chứ không phải của cô. Không đợi mọi người hỏi, nữ diễn viên cũng tự lên tiếng nói về sự khác lạ này của bản thân. Người đẹp cho biết mình dùng fighter hơi ô dề nên dẫn đến cái kết này. Cô còn đùa, nếu không lên tiếng thì ngày mai lại có thông tin cô đập mặt say lại hay can thiệp giao kéo chỗ này chỗ nọ trên mặt. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.